hơi sương mù gì á. Chứ bây giờ mình nhìn hết luôn á. Đây, mình cất cánh này. Để đây đi. Chiếc máy bay kia đang bay lại gần. Hôm nay trời thời tiết không được đẹp cho lắm, thế nên là mình quay không được nét cho lắm các bạn ạ. Ở đây là quán cà phê sân bay ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây thì mình có thể nhìn thấy cái không gian ở của sân bay này. Đó, chiếc máy bay kia đang chuẩn bị cất cánh kìa. Đang trên đường băng để cất cánh. Thời tiết này không có tốt cho lắm là hình nữa. Trời nó không trong. À, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Từ nãy giờ thì mình đã cho các bạn xem thấy một số các cái cảnh của quán cà phê máy bay ở trên đường Gò Vấp. Xíu nữa thì mình sẽ đứng ở xuống dưới kia để mình quay được cái cảnh cái quán này nhé. Hiện tại thì mình đang ở trên sân thượng, cái trên này tầm này là khoảng tầm 4 giờ chiều, mình đang đứng ở đây 4 giờ chiều. Thời tiết hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì không được thuận lợi cho lắm. Thế nên là khi mà mình đến đây thì nó còn khá nhiều sương mù. Hình như là mọi người sợ mưa hay sao nên là quán hôm nay khá vắng, chứ bình thường mình đến đây thì quán chắc chắn là sẽ không được vắng như thế này đâu. Nếu các bạn nào mà không đến sớm ấy, thì có khi còn không có chỗ để mình ngồi nhé. Các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Phía đằng kia là sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất. Đó. Cái khu vực này là cái khu vực đường băng này. Từ nãy giờ thì khi mình nhìn quan sát thì khu vực này là khu vực đường băng. Ê, máy bay ạ. Máy bay chạy. Các bạn có thể nghe thấy tiếng máy bay chạy ù không ạ?
Thực ra buổi chiều mát mẻ mà đến đây để ngồi uống cà phê ngắm máy bay thì cũng khá là thú vị chứ. Kia sương mù quá nên là mình quay nó hơi mờ ấy. Hôm nay đi thời tiết không được ủng hộ cho lắm. Các bạn đã nhìn thấy con đường không? Con đường mà có ô tô đang chạy này. Này, đó. Đây ạ. Được biết là đây là đường nội bộ ở trong quân khu 7 á. Đường nội bộ. Nó sẽ ôm cua ra ra tút cái đường gần giao với đường Trường Chinh ấy, tự dưng mình quên mất cái đường. Nhưng mà đường nội bộ quân khu 7. Thực ra thì ngắm cảnh ở đây cực kỳ là mình thấy rất là thuận tiện luôn ý. Bởi vì các bạn nhìn thấy nhá. Đằng kia kìa là nhận ra không ạ? Đó là tòa nhà 81 tầng Landmark đấy ạ. Rồi. Và tiếp tục lia máy xa xa sang bên kia một chút xíu. Đây nha, đi cho mình cho các bạn xem. Rồi, Bitexco ạ, thấy không ạ? Nên là chúng ta chỉ ngồi chịu khó khoảng tầm tới 5 giờ 4 à quên, tầm chiều tối xuống ấy là bắt đầu sẽ có thể ngắm được toàn cảnh ở thành phố với những cái tòa nhà mà đặc trưng nhất của tại thành phố Hồ Chí Minh, Landmark đây ạ. Rồi. View đây khá là ấn tượng. Nhìn thấy cái đường đèn đấy không ạ? Đây là cái đường mà khi mà máy bay từ khắp nơi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì đây là đường bay hạ cánh xuống. Còn cái đường bay mà có máy bay đang chạy này. Đó, đây là đường bay hạ cánh, đường bay là bay lên nhá. Còn cái này là hạ cánh xuống này. Đấy, đứng từ góc này Ly có thể quan sát được hết nhưng mà khổ quá, thời tiết lại không thuận lợi cho lắm. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở cái góc này là cái góc mà đón hướng máy bay từ mọi nơi đổ về đây. Đấy, cái hướng này là hướng đón máy bay đổ về nhá. Thực ra trên cái màn hình này thì nó hơi, mà máy quay nó hơi nhỏ nhưng mà theo mắt thường của Ly thì mình đang thấy có một chiếc máy bay nó đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi, thì chúng ta cứ đứng đây để đợi một chút xíu. Chắc khoảng tầm 1 phút à, 1 phút là sẽ thấy một cái máy bay to bự chà bá. Nó sẽ bay trên đầu mình luôn, bay ngang qua đầu mình luôn. Sẽ rõ được nghe tiếng bay ù thổi. Ô xin nói một chút xíu này. Cái khu vực này có hai quán cà phê, sân bay, máy bay thôi nhá. Đây là cái sân dưới này. Đấy. Ở cái khu vực này thì có đúng hai quán thôi. Mấy quán bên kia kìa. Các bạn nhìn thấy không? Đây này, quán đây này. Đấy. Mọi người đây cũng kinh doanh bằng cái dịch vụ này. À đúng rồi, hôm trước là Ly qua quán này. Đó, Ly qua quán này. Hôm nay là được đi cùng với bạn, thế là bạn lại dẫn sang quán bên cạnh. Thế mà mình lúc ấy mình lên mình cứ nghĩ là tưởng là cái quán này nó set up lại mới rồi, nhưng ai dè không phải. Rồi bây giờ quay lại bầu trời. Đâu rồi chiếc máy bay quý giá của tôi đâu? Rồi các bạn nhìn thấy không? Thực ra nhìn từ xa giống như một vật thể hành tinh. Rồi chuẩn bị bay vô này. Chiếc bay khá lớn, không biết là của hãng nào đây hay là của Vietnam Airlines. Không phải rồi. Màu trắng chả biết của nước nào luôn. À, của Jetstar Pacific. To quá. Thực ra thì mọi người phải đến tận đây ngồi đây mới cảm giác rõ được hết là cái máy bay nó bay trên đầu nó thú vị như thế nào. Lên hiệu quả.